Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu tung đòn liên hoàn đối phó với Trung Quốc. Cái thời châu Âu là thỏ non bị Trung Quốc cáo già lợi dụng dường như đã đi vào quá khứ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Châu Âu đã tỉnh đòn sau nhiều thập niên chịu thiệt thòi khi mở toang cửa thị trường chào đón Trung Quốc, trong khi Hoa Lục thì vẫn đóng cửa im ỉm với châu Âu. Giờ đây, châu Âu đang tiến hành hàng loạt các biện pháp để đòi lại công bằng trong quan hệ với Trung Quốc. Ông Steven Blockman đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu nhận định như sau. Đại dịch là một lời cảnh tỉnh đối với các thành viên của khối vốn đang mộng du với cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc vào tháng 9, bị tiền của Trung Quốc làm mở mắt. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu trên Claude Juncker lúc đó cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội đàm ở Paris, Pháp vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Ông cho rằng vụ che đậy thông tin ở Vũ Hán và phát tán thông tin sai lệch đã làm tổn hại đến vị thế của Trung Quốc về mức độ đáng tin cậy cùng đối tác đối với châu Âu. Việc Bắc Kinh quyết liệt từ chối cho điều tra về nguồn gốc con virus corona, các thủ đoạn giật dây Tổ chức Y tế Thế giới để làm chậm trễ việc báo động đại dịch, rồi đến sự hung hăng trong ngoại giao khẩu trang, cộng với các chiến dịch chiến binh sói trên toàn châu Âu tỏ ra hiếu chiến hơn bao giờ hết. Tất cả đã gây tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh của Trung Quốc. Đại dịch đã đặt châu Âu vào một tình huống phải thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Trung Quốc. Một mặt khối này có thể hợp tác với Bắc Kinh, nhưng mặt khác châu Âu phải thừa nhận một cách công bằng rằng Trung Quốc là một đối thủ không thể tin tưởng hoàn toàn. Và hiện thời châu Âu thống nhất với quan điểm này. Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu giấu tên đã tiết lộ tiếp như sau. Không thể phủ nhận là chúng ta có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc, vừa là đối tác vừa là đối thủ. Suốt một thời gian dài, các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, tránh làm mất lòng Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước mà Đức xuất khẩu sang nhiều nhất và luôn phản đối những cải tiến của Ủy ban châu Âu. Đây là hình ảnh chụp màn hình Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc trao đổi qua video với đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của châu Âu Joseph Borrell vào hôm 9 tháng 6 năm 2020 vừa qua. Và đại dịch đã làm đảo lộn tất cả, ngay cả nước chủ trương tự do nhất là Hà Lan nay cũng đòi hỏi phải có những công cụ để bảo vệ kỹ nghệ của châu Âu. Trong bài viết mang tựa đề Giữa Trung Quốc và châu Âu có một cái mốc trước và sau dịch virus corona, tác giả Steven Kaufman nhắc nhở, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh lạnh khác, trong đó đối thủ của Hoa Kỳ không còn là Liên Xô của thế kỷ 20 mà nay là Trung Quốc. Và cho dù quan hệ với Washington không còn êm đẹp, nhưng không có chuyện châu Âu đứng về phía Bắc Kinh. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã mở mắt cho những nước trong số 27 thành viên của Liên Hợp châu Âu vẫn còn tin vào sự tử tế của Trung Quốc. Sự cứng rắn của châu Âu được thể hiện rõ trong 3 tiếng đồng hồ đối thoại vào hôm 9 tháng 6 năm 2020 vừa qua giữa đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh châu Âu Joseph Borrell với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, được ông Borrell miêu tả là căng thẳng, trực diện và hữu ích. Tóm lại, không hề hữu nghị. Một cuộc gặp khác dự kiến vào ngày 22 tháng 6 giữa 3 nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu, bao gồm ông Borrell, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Charles Michel, với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, sẽ là một dịp nữa để chứng tỏ châu Âu nay đã thay đổi thái độ. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Bruxelles, Bỉ, bà Mathilde Vergester, Ủy viên châu Âu về cạnh tranh, và ông Thierry Breton, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối, đã trình bày các dự án đối phó với các công ty ngoại quốc đang được nhà nước trợ cấp. Đây là hình ảnh ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của châu Âu, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bruxelles, Bỉ hôm 16 tháng 6 năm 2020. Và cho đến nay, Liên Hiệp châu Âu không thể làm gì để đối phó với những công ty mà nhờ được hưởng trợ cấp hào phóng của chính phủ nước họ đã cạnh tranh bất bình đẳng tại thị trường chung châu Âu. Do các công ty châu Âu bị cấm nhận trợ cấp nhà nước, nên doanh nghiệp nước ngoài có thể lợi dụng để giành lấy thị phần nhờ chính sách giá rẻ, đầu tư ồ ạt bất chấp hiệu quả, thâu tóm các đơn vị cạnh tranh hoặc giành lấy các hợp đồng thầu ở thị trường công. Ông Thierry Breton giải thích như sau, thị trường đấu thầu mua sắm công tại châu Âu mỗi năm lên đến 2.000 tỷ euro, tương đương 15% GDP, nhưng châu Âu không có một công cụ nào để đảm bảo rằng những công ty tham gia đấu thầu cạnh tranh bình đẳng với nhau. Trong thời kỳ khủng hoảng về dịch viêm phổi Vũ Hán, châu Âu sẽ chi ngân sách công rất nhiều để hỗ trợ đầu tư và các doanh nghiệp. Tình trạng này không còn có thể kéo dài, cần kết thúc sự ngây thơ lâu nay. Hơn nữa, về việc tham gia thị trường mua sắm công, tuy châu Âu mở cửa cho các nước ngoài của khối, nhưng chiều ngược lại thì không.
luật sư Oliver Prost, văn phòng luật sư Kuider ở Bruxelles nhắc nhở, vào năm 2007, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã muốn giải quyết, nhưng từ đó đến nay 13 năm đã trôi qua, vấn đề này vẫn chưa có phương án giải quyết. Cho dù không nêu đích danh, nhưng Ủy ban châu Âu trước hết nhắm vào các tập đoàn Trung Quốc đã lợi dụng khủng hoảng vào năm 2008 để đứng chân ở châu Âu với giá rẻ, đặc biệt là các nước Nam Âu. Việc tập đoàn Costco mua rẻ hải cảng chiến lược Pierre lúc Hy Lạp gặp khủng hoảng là một ví dụ cụ thể nhất. Ông Thierry Breton nhấn mạnh, với cuộc khủng hoảng virus corona, các doanh nghiệp sẽ bị giảm sút giá trị, thế nên cần phải được bảo vệ. Đây là hình ảnh ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối. Ủy ban đã chuẩn bị một chỉ thị vào năm 2021 giúp các chính quyền châu Âu buộc các công ty ngoại quốc phải chấp hành các quy định tương đương với các đồng nghiệp châu Âu về vấn đề trợ giá. Như vậy, nhà nước có thể can thiệp và tùy theo trường hợp, các công ty cạnh tranh bất chính có thể bị phạt vạ, bị buộc phải tách rời một phần của hoạt động tại châu Âu, bị cấm mua lại doanh nghiệp châu Âu và thậm chí bị loại không cho tham gia đấu thầu thị trường mua sắm công. Ủy ban châu Âu cũng đề ra nhiều tiêu chí như doanh số, tầm vóc thị trường, nhưng cũng phải thảo luận với Hội đồng châu Âu gồm đại diện 27 nước thành viên và Nghị viện châu Âu để đạt đồng thuận. Bên cạnh đó còn dự kiến cấm dùng ngân sách châu Âu để hỗ trợ các công ty nước ngoài được chính phủ tài trợ. Không có chuyện để cho họ được nghiễm nhiên hưởng lợi từ kế hoạch tái cấu trúc 750 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Và Ủy ban dự kiến buộc các công ty nước khác phải chấp hành những quy định mà công ty châu Âu đang phải chịu. Ủy ban cân nhắc một cơ chế điều chỉnh thuế ở biên giới, chỉnh đốn lại những bất công hiện nay trong chính sách chống hiện tượng trái đất nóng lên. Và Ủy ban châu Âu đã có sẵn những công cụ chống bán phá giá và chống trợ giá, nhờ đó có thể đánh thuế những mặt hàng được cho là bán dưới giá trị thật. Mới đây vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Ủy ban đã quyết định áp thuế lên vải dệt bằng sợi thủy tinh sản xuất tại Ai Cập nhưng được Trung Quốc trợ giá rất lớn. Tuy nhiên, còn phải hoàn chỉnh thêm về mặt luật pháp để có thể tự vệ. Và châu Âu cũng còn đưa ra những quy định để xem xét về đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm nay. Đây là hình ảnh Ủy viên Thương mại châu Âu Phi Hogan. Mục tiêu là mỗi nhà nước có thể từ chối những vụ thâu tóm các doanh nghiệp mang tính chiến lược đối với mình hoặc với đối tác. Ủy viên Thương mại Philip Hogan hôm 16 tháng 6 đã nhắc nhở như sau. Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng trên thế giới, trong đó có châu Âu. Bắc Kinh là một đối tác quan trọng nhưng cũng là một đối thủ mang tính hệ thống. Theo ông, từ nay cần phải hết sức bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu, đảm bảo sự độc lập mang tính chiến lược trong một thế giới mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao vào cuộc chiến tranh thương mại. Và bên cạnh đó, việc số hóa nền kinh tế và biến đổi khí hậu buộc người ta phải tư duy theo cách khác. Ông kết luận, chính sách thương mại của châu Âu phải phục vụ lợi ích châu Âu, điều mà trước đây chúng ta không thực hiện. Tuy nhiên, châu Âu và Trung Quốc vẫn cần một khoảng không gian để cùng chung sống vì hai bên vẫn rất cần nhau. Đây là hình ảnh Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu-Trung Quốc lần thứ 21 vào ngày 9 tháng 4 năm 2019. Châu Âu cần có sự tham gia của Trung Quốc trong hệ thống biến đổi khí hậu và giảm nợ cho châu Phi và đòi hỏi phải có đi có lại với thị trường mua sắm công ở Hoa Lục. Châu Âu ngỡ rằng Bắc Kinh là đồng minh nhưng nay đã hiểu ra rằng chủ nghĩa đa phương theo kiểu Trung Hoa chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho Trung Quốc. Còn về các giá trị châu Âu, Bruxelles tại Bỉ đòi hỏi chế độ Tập Cận Bình phải ngưng ngay chiến dịch bóp méo thông tin về châu Âu, trả tự do cho những người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo, tôn trọng nhân quyền và các cam kết quy chế tự trị của Hồng Kông. Còn Trung Quốc, trong bối cảnh xung đột với Mỹ trên mọi lĩnh vực thì cần châu Âu như một bờ vai để trung hòa mối quan hệ. Cui Hojan, giám đốc bộ phận nghiên cứu châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và châu Âu nên dành thời gian để khắc phục sự tin tưởng lẫn nhau đã bị tổn thương bởi đại dịch. Cũng theo ông, việc Bắc Kinh cần làm điều đầu tiên là nên giữ vững thái độ hợp tác với kinh tế với châu Âu, không để các vấn đề như với Mỹ lại có thể tái diễn với châu Âu. Sự tin tưởng và có đi và có lại đó trong quan hệ sẽ là một nền tảng của quá trình hợp tác. Tuy nhiên, điều đó có được chính quyền Bắc Kinh để ý và xử lý hay không đang là điều mà châu Âu còn băn khoăn. Và gần đây, Bắc Kinh cũng đã hy vọng thúc đẩy mối quan hệ với châu Âu thông qua tiến trình hướng tới hợp đồng đầu tư và một hội nghị thượng đỉnh cấp cao tại Leipzig và Đức vào tháng 9 tới đây. Nhưng hội nghị này đã tạm thời bị hoãn với lý do viêm phổi Vũ Hán đang lây lan khắp nơi tại châu Âu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2020 với bản tin Châu Âu tung đòn liên hoàn đối phó với Trung Quốc.
Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.